Chào các bạn, ngày hôm nay thì Như sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái thành phần dinh dưỡng khác trong việc mà bổ sung để cho hỗ trợ quá trình tập luyện của mình. Đó là cái thành phần creatine. Thì thật ra nói về creatine thì các bạn sẽ nhớ ngay tới việc là creatine sẽ hỗ trợ việc tăng sức mạnh trong quá trình mình tập luyện bằng cách nó hỗ trợ tạo thêm năng lượng ATP. Thì thật ra cơ bản thì trong các thức ăn bình thường hàng ngày của mình thì nó cũng đã cung cấp được cho mình một cái hàm lượng creatine rồi. Tuy nhiên cái hàm lượng đó hầu như là khá là thấp. Vì vậy cho nên các bạn cần phải bổ sung thêm một cái lượng creatine nữa từ một cái loại thực phẩm bổ sung để nó mang tới một nguồn ATP đầy đủ cho cơ thể của mình. Ngoài ra thì cứ mỗi ngày thì cơ thể của mình sẽ tự đào thải ra bên ngoài tới 2g creatine, và để lắp đầy lại 2g creatine này thì bạn cần phải nạp vào trong cơ thể tầm từ 1 tới 1.5kg thịt heo hoặc thịt bò chẳng hạn. Thì như vậy thì hầu như khá là khó với chúng ta đúng không nào, bởi vì khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày thì mình cũng sẽ không ăn được nhiều đến như thế, mà 1 tới 1.5kg mà nó chỉ có 2g creatine thôi thì nó vẫn chưa gọi là bỏ bền vào đâu cả. Trong khi đó một cái sản phẩm một creatine bình thường mình xài thì nó cũng có thể cung cấp tới 5 tới 10g creatine rồi. Vì vậy nếu các bạn lựa chọn một cái sản phẩm bổ sung dinh dưỡng thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều, đồng thời nó mang tới một cái nguồn protein đầy đủ cho cơ thể của mình hơn. Đó là lý do vì sao ngày hôm nay Như sẽ chia sẻ cho các bạn một cái sản phẩm creatine, đó là creatine monohydrate của nhà MyProtein. Thì MyProtein là một thương hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng của Anh với lịch sử của nó hơn 20 năm trong ngành thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Và nói về thiết kế thì các bạn có thể thấy nó khá là đơn giản, hầu như rất là giống với các người anh em khác trong dòng MyProtein, đều là thiết kế dạng bịch với hai màu tông là trắng và xanh nè, rất là đơn giản và khá là tiết kiệm về chi phí đó. Và khi mà nói về các bạn thành phần dinh dưỡng này thì cái sản phẩm này có một cái hay là nó chỉ có đúng một thành phần creatine thôi, đó là có 5g creatine trên một muỗng. Và thật ra cái sản phẩm này thì nó sẽ có 3 mùi vị, là loại không mùi nè, vị trái cây và vị berry. Nhưng mà Như khuyên các bạn nên lựa chọn loại không mùi giống như sản phẩm Như đang cầm ở đây, bởi vì mỗi cái mùi vị khác nhau thì cái hàm lượng nó lại có một số thay đổi. Ví dụ như cái loại không mùi này thì là 100% là creatine monohydrate, tuy nhiên cái loại vị trái cây và vị berry thì nó chỉ có 87% là creatine monohydrate thôi, chỉ thêm một chút quý vị thôi mà nó đã mất đi của mình một cái số thành phần là creatine tốt cho cơ thể rồi. Thì Như nghĩ là cái điều đó nó không quan trọng lắm về cái mùi vị, mà mình nên tập trung vào chất lượng, mà mình chọn cái loại không mùi á thì nó sẽ có hàm lượng creatine cao nhất. Và cái tiếp theo nữa mà Như nghĩ các bạn cần phải lưu tâm đó là thời điểm sử dụng. Thì thật ra cái thời điểm sử dụng creatine không quan trọng bằng việc các bạn sử dụng nó liên tục, có nghĩa là nó cần một cái chu trình khi mà các bạn sử dụng creatine. Và các bạn sử dụng á, thì mình nên sử dụng theo các vận động viên cũng như là những người mà tập gym chuyên nghiệp á, thì người ta sẽ chia sẻ là chúng ta nên uống tốt nhất á, là ngay sau khi tập uống chung với protein càng tốt, thì nó sẽ tăng cái khả năng hấp thụ của creatine lên tối đa. Vì vậy nếu mà cái sản phẩm protein của các bạn đã có hương vị rồi, vị sô-cô-la, vị vani, thì mình chọn một loại creatine không mùi hòa vào thì nó sẽ không có bị hòa trộn, không có bị lẫn lộn những cái mùi khác nhau với nhau á, thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều đó. Và đó là tất cả những cái thông tin mà Như muốn chia sẻ về sản phẩm creatine. Thì nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể comment ngay ở ô bên dưới thì Như sẽ cố gắng giải đáp cho mọi người nhé. Tạm biệt các bạn. Thank you.